Hai đứa là cứ sợ nghèo, sợ nghèo rồi cứ cố gắng làm để cho sau này con mình nó không có cực khổ như mình. Con lúc nào con cũng muốn kiếm tiền thật là sớm trước khi cha mẹ con tuổi già. Con có tiền á nè, con mua đồ ăn thịt ngon cho cha mẹ con. Dạ. Trời, ăn rớt nước mắt luôn anh nha. Con vẫn không hiểu ha. Tại vì như tụi trẻ của tụi con á, là tụi con rất là cần cái sự cảm thông, cái sự chia sẻ. Tức là phải đối thoại, con hay dùng cái từ là vợ chồng là phải đối thoại với nhau để mới hiểu nhau được. Như cái công việc của cô chú như vậy á, thì coi như là chú đi sáng ngày suốt đêm, về tới nhà là mệt lã người, chỉ có nằm ngủ thôi. Còn cô cũng vậy, cô cũng có công việc của cô rồi vừa chăm con nữa. Yeah. Rồi nằm xuống một cái là cô cũng chỉ ngủ thôi. Yeah. Thế rồi cô chú tâm sự với nhau như thế nào và vun đắp cái tình cảm đó như thế nào, rồi mỗi lần mà có những cái mà mâu thuẫn với nhau rồi cô chủ giải quyết nó như thế nào? Muốn tâm sự một cái là ngay cái bữa cơm cái đó. Dạ. Nó có thời gian rảnh hơn. Chứ đi làm thì tối ngày quần quật ở ngoài vườn ngoài đồng ruộng thôi. Dạ. Không có thời gian để nói chuyện thì ăn bữa cơm không thôi, tối về đó ăn cơm xong rồi cái đầu thì thả mùng ha. Lúc đó thì mình còn tâm sự chút xíu rồi ngủ quên tiêu rồi. Rồi cái mình cũng có nói là thôi bây giờ là cái tình cảm mình như vậy đó thì giờ phải cũng như thương yêu, rồi mình phải thông cảm với nhau tất cả những gì mà thí dụ như mình thấy cảm thấy nó rút mắt quá thì mình phải chia sẻ lại, chứ không bao giờ mà nghĩ là phải gầy la mà với nhau. Dạ. Mình thấy là mất tình cảm. Bị tới lứa tuổi đó chắc mình cũng kinh nghiệm nhiều rồi, không muốn cho để vợ mình buồn. Hay quá. Hay quá, thích cái câu này của chú quá. Nói chung á là gia đình mình ở xóm đó là hai đứa rất hòa đồng, cái gì khó khăn thì chia sẻ. Chứ còn mà không có như người ta mà cự cãi để là chửi bới rồi để nói đòi thôi, cái đó không có. Ở chung nhà từ đó về với ảnh tới giờ là không khi nào nó giận mình nói cuốn gói đi hoặc là thôi là không có. Hai đứa là cứ sợ nghèo, sợ nghèo rồi cứ cố gắng làm để cho sau này con mình nó không có cực khổ như mình. Hồi xưa giờ chú có viết thư cho cô không? Hồi xưa giờ quen có 1 tháng rồi cái mà cũng không có quen nữa. Không quen. Ừ á. Không quen, không yêu cũng gì chứ. Không có đêm quen. Đêm phòng mà nói cho nó có thôi, em thương em để vô vấn đề thôi, tấn công thôi chứ cũng chưa thương luôn đúng không? Đâu bao giờ viết thư đâu đúng không? Nhưng mà giờ họ thương nhau như thế đó, thương nhau suốt cả 30 năm nay rồi. Ngày xưa khổ quá cũng không có thời gian viết thư, bây giờ đỡ khổ rồi, có thời gian hơn rồi nên chú đã viết cho cô một cái lá thư. Bây giờ thì con xin phép con đọc cho cô nghe nha. Yeah. Gửi em, hơn 30 năm chung sống với em, anh cảm thấy anh yêu và thương em rất nhiều. Em luôn hy sinh cho anh và con những điều tốt đẹp nhất. Em đã cho anh 2 đứa con thật tuyệt vời, và tuyệt vời nhất vẫn là em. Đây là lần đầu tiên anh viết thư gửi cho em để bày tỏ tình yêu to lớn của anh dành cho em. Anh yêu em nhiều. Gọn, xúc tích, tình cảm, yêu thương, hạnh phúc có trong lá thư này hết á. Cô thấy thế nào cô? Rất hạnh phúc. Có bao giờ mà chú nói những cái lời đó với cô không? Có. Có nhưng mà chắc ít lắm. Chưa cô hả? Bởi vì công việc của cô chú nó quá bộn bề đi, cơm áo gạo tiền phải lo mỗi ngày, cho nên là chú sẽ ít có những cái bày tỏ về những cái tình cảm, những cái sự lãng mạn dành cho cô. Bây giờ thì chương trình có một cái phần quà dành tặng cho cô chú. Con xin mời cô chú hướng mắt lên màn hình. Dạ, con xin chào quý ông bà cô chú gần xa trong và ngoài nước. Thì nếu mà quý ông bà cô chú và anh chị thì đã có coi con trên YouTube thì đã biết con với cái biệt danh là Show TV. Còn đây là cái người bạn thân của con. Thì ngày hôm nay con rất là vui khi cha mẹ được tham gia chương trình Tình Trăm Năm. Thông qua chương trình, con cũng có đôi lời nhắn nhủ đến với cha mẹ. Đối với con không cần gì cao sang, con chỉ cần có cha mẹ và anh hai và chị dâu, một cái gia đình hạnh phúc, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Khoảnh khắc gần đây nhất con nhớ về cái sinh nhật
thật lần đầu tiên mà con tổ chức được cho cha. Thì tại vì ngày xưa là cha mẹ sinh ra thì ông bà ngoại và ông bà nội có ghi lại giấy tờ, nhưng mà bị lưu lạc mất á, thì cha mẹ cũng biết ngày tháng năm sinh của mình. Thì cho nên là tới thời điểm cuối năm này thì con với lại anh hai và mới tìm được cái ngày tháng năm sinh của cha và tổ chức được sinh nhật cho cha. Còn mẹ thì sinh lại tới tháng 7 lận, cho nên là con chưa có thể tổ chức sinh nhật được. Thì con cảm thấy khá rất là vui luôn, vì lần đầu tiên tổ chức được sinh nhật cho cha. Và lần đó cũng có rất là nhiều cảm xúc đối với con, là lúc mà lưu lạc giấy tờ á, thì cha ghi chỉ có ghi cái năm sinh thôi. Thì con nghĩ là cha 58 tuổi. Thì sau khi mà lúc mà tổ chức sinh nhật á, trước cái ngày tổ chức sinh nhật thì cha mẹ có nói chuyện với nhau, và vô tình con nghe được là cha nói là năm nay cha 57 tuổi thôi. Thì lúc đó tự nhiên cái hai nước mắt con cứ rơi xuống, con cảm thấy nó rất là mừng. Tại vì là con biết là cha con vẫn còn trẻ. Tại vì mỗi dịp Tết, mỗi lần Tết đến con rất là sợ. Sợ gì cha mẹ, sợ gì cha mẹ phải già đi. Nó thấy mình bệnh là nó sợ lắm. Nó sợ, con sợ cha mẹ bệnh lắm. Đây là một trong những hình ảnh mà nó sẽ trở thành cái động lực để chúng ta quên đi những cái mệt nhọc ở ngoài ruộng, ngoài đồng, trong cuộc sống ha. Bây giờ mình mời bé vào đi. Đúng rồi, mình chào đón một nhân vật đặc biệt. Rồi. Xin mời Cục Vàng. Chào chị. Chào em. Đây là một nhân vật đặc biệt. Rồi. Xuất hiện trong chương trình này. Đó, chào con. Cục vàng của cô chú đó. Ba mẹ và cả chị Lan và chú Linh mới xem clip của em gửi cho ba mẹ. Yeah. Hai điều rất là đặc biệt đó là cái bông ở trên đầu rất là đáng yêu, và một bé dịch. Rồi sao hôm nay đi không đem bé dịch theo? Dạ, tại vì đi đường xa nó bị say xe cho nên là không có dẫn đi theo được. Ủa nhưng mà sao con lại nghĩ ra con lại làm TikTok này kia rồi làm YouTube này kia hả con? Dạ, tại vì con cũng muốn có thêm một cái phần nào, một thu nhập để cho lo bản thân với lại lo cho cha mẹ con. Dạ. Nghĩ ra lâu chưa? Con nghĩ từ lúc năm học, con học lớp 10 á. Con lúc nào con cũng muốn kiếm tiền thật là sớm trước khi cha mẹ con tuổi già. Có bao giờ con thấy mẹ con khóc chưa? Mẹ con khóc rất nhiều. Rồi lúc đó con làm gì? Con cũng chỉ biết an ủi mẹ con thôi, chứ con thì không có dám tâm sự chia sẻ cái tình cảm thật của mình trước cha mẹ. Dạ. Con có thấy cha con khóc lần nào chưa? Dạ chưa. Nãy giờ cha con rớt xuống mắt mấy lần rồi đó. Dạ. Khi mà nhìn hình ảnh con ở trên kia đó, chắc có lẽ cha cũng cảm nhận được cái hạnh phúc là khi con đã bắt đầu có một việc làm, hoặc là tự nghĩ ra làm một cái sự thành công nho nhỏ ban đầu rồi đó. Dạ. Đúng không anh Huyền? Dạ. Dạ. Cái số tiền đầu tiên mà con nhận được từ cái việc mà con nghĩ ra đó là YouTube á. Dạ đúng. Lúc đó con nhận con cảm thấy như thế nào? Dạ con cảm thấy rất là hạnh phúc, và những cái gì con cố gắng được cuối cùng cũng đã đền đáp. Thì con cũng cố gắng, mặc dù là khoảng cái thời gian mà con làm á là suốt một năm trời và chưa có nhận lại được thành quả luôn. Nhưng mà con vẫn cố gắng, con kiên trì. Con cũng có quyết tâm là nếu một cái việc gì đó mình không có lòng kiên trì với lòng kiên nhẫn á, thì sẽ không bao giờ thành công được hết. Cho nên con quyết tâm mỗi ngày sau khi giờ học về á, thì con cứ đều quay clip và đăng cho mỗi ngày đều hết trong một tháng như vậy luôn. Và cuối cùng thì cũng một cái cơ duyên nào đó đưa con đến là có một chú dịch á. Đó là cái người bạn để giúp con tiếp cận với khán giả nhiều hơn. Dạ, và tới tận bây giờ luôn. Đó là một cái hình ảnh lạ đó. Dạ. Ha? Những cái đồng tiền đầu tiên đó, con nhận được con có mua quà gì cho ba mẹ? Dạ có. Tiền đầu tiên thì con có tiền á là con mua đồ ăn thịt ngon cho cha mẹ con. Dạ. Trời, ăn rớt trước mắt luôn anh nhỉ. Với những món quà đầu tiên mà con mình mua, con muốn ăn ngon như vậy, ngồi ăn thật chất linh. Nếu mà Linh là chắc Linh rơi nước mắt lên ăn những cái món ăn đầu tiên đó. Khi chính đồng tiền bằng cái sự suy nghĩ, sáng tạo, mồ hôi nước mắt của con mình làm ra. Nó nhận được tiền YouTube rồi là khóc nhiều lắm. Tại vì nó thành công mà nó vui mừng á. Tới chừng lúc mà heo nó chết rồi mình không còn mà tính là nuôi nó nổi để đi học đại học nữa. Nói thôi giờ con cố gắng, nhưng mà dứt khoát mẹ không cho con đi làm. Mẹ tạo mọi điều kiện để mẹ lo cho con học, con thành tài.
rồi nó giờ họ để con làm, nếu mà con may mắn con có duyên á thì con làm có tiền để con trang trải cuộc sống, rồi con mình đi làm đi học thì ở nhà mình con hỗ trợ con là mọi cách, rồi mình lo mình chuẩn bị đồ đạc cho nó, thì đi học xong rồi nó về thì nó quay video này kia nọ, nó biết nó kỹ thuật á, và mình đâu có gành trên mạng trên gì thì nó làm, thì xong rồi nó buông ra đi học ở nhà mình dẹp dọn mình làm cho nó, mình chuẩn bị cho nó. Coi clip thì cô Lan có thấy con bày tỏ cái tình cảm với cha mẹ rồi, nhưng mà bây giờ nè, trực tiếp với cha mẹ, đối diện trực tiếp với cha mẹ, con có muốn nói cái gì với cha mẹ không? Dạ có. Dạ thì thông qua chương trình Tình Trăm Năm thì con cũng có in đôi lời chia sẻ và nhắn nhủ với cha mẹ. Thì con cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà sống trong một gia đình thì có đầy đủ cha và mẹ, anh hai lúc nào cũng yêu thương nhau hết. Mặc dù cha mẹ đã lớn tuổi rồi nhưng mà lúc nào cái tình cảm cũng như vợ chồng son hết trơn. Đó là cái niềm mà khiến con hạnh phúc và ước ao sau này con cũng có một cái gia đình như vậy. Dạ, cũng có một người chồng lúc nào cũng yêu thương và chia sẻ như hiểu tâm lý của vợ mình như là cha con vậy đó. Dạ. Mình cũng rất tự hào, mình cũng có được đứa con hiếu thảo. Dạ. Rồi con cũng không có mong sao thì cha mẹ con hoàn cảnh như thế nào cũng được. Thì con cũng cố gắng hết mình để có thể lo lại cho cha, cho mẹ con. Tại vì cái hoàn cảnh của cha mẹ con nó không giàu có như bao người. Nhưng mà con, cái đó là cái động lực lớn nhất nhờ tình cảm của cha mẹ mà khiến cho con biết yêu thương và cũng như là biết cố gắng như bây giờ, biết trân trọng cái sức lao động của cha mẹ mình. Hay quá. Bây giờ cả nhà mình á, mình đứng về mình ôm cha mẹ một cái như nào. Tuyệt vời. Có đôi khi chúng ta sinh ra một gia đình khá giả chưa chắc chúng ta đã thành công. Có những đứa trẻ lại y vào cái sự thành công của gia đình mình mà trở nên lơ là việc học với việc mà mình suy nghĩ để mình làm ra đồng tiền. Nhưng ở đây bé nó cũng đúng, tức là cũng nhờ vào cái hoàn cảnh đó, nhờ vào những cái đó mà đã trở thành cái động lực để bé có thể phát triển. Tương lai còn dài lắm, hay cố gắng lên nữa, học thật giỏi con nha. Yeah. Cố gắng làm tốt của mình để không phụ lòng cha mẹ. Chúc mừng anh nha. Yeah. Chúc mừng anh.